Loa phường 4.0 xin chào các bạn khán giả thân yêu. Các bạn thân mến, đời không như là mơ, cuộc sống không phải lúc nào cũng đúng như sự tưởng tượng đâu. Nếu ai đã xem nhiều video của netizen Trung Quốc nói về Việt Nam, thì có thể thấy rằng đại đa số họ đều lầm tưởng gắn cho Việt Nam cái mác nghèo nàn, chỉ mãi đi sau đất nước họ. Điều này có vẻ đã ăn sâu vào tiềm thức của một bộ phận người Trung Quốc rồi thì phải. Ấy vậy mà mới đây, thật một làn sóng dư luận phản ứng mạnh mẽ đến từ dân mạng Trung Quốc. Vậy thực hư câu chuyện này là như thế nào? Mời các bạn cùng theo dõi tiếp trong video ngày hôm nay nhé! Tôi đã đến Việt Nam và thấy nông thôn ở Việt Nam cũng không thua kém gì ở Trung Quốc. Tôi muốn nhập cư vào Việt Nam. Việt Nam rất tốt, không nghèo như báo chí nói. Tôi thực sự ngưỡng mộ bạn vì đã có đủ can đảm đến Việt Nam một mình dù không nói được ngôn ngữ. Toàn là nhà kiểu Pháp, Việt Nam là đất nước có nhiều người nghèo. Việt Nam không có quản lý đô thị, đường phố rất lộn xộn. Nếu mọi chuyện phát triển như thế này thì người Trung Quốc sẽ sang Việt Nam làm việc. Tôi thường đến nhà người Việt ở nông thôn. Có thể nói người Việt thực ra không hề nghèo hơn người Trung Quốc. Đồ đạc trong nhà họ đều làm bằng gỗ, nhiều tiện nghi lắm. Việt Nam có người giàu nhưng nước nghèo. Chỗ này giống hệt như hầu hết các vùng nông thôn ở Trung Quốc. Môi trường không tốt, nhà ở nông thôn cũng ổn, nhưng cơ sở hạ tầng không bằng Trung Quốc. Chặng đường phía trước vẫn còn dài. Cơ sở vật chất bẩn thỉu và nghèo nàn, tệ hơn nhiều so với vùng nông thôn Quảng Tây của chúng tôi. Đừng về Việt Nam, nghèo quá không ăn nổi, bia tươi người khác uống không hết thì để cho khách bàn bên cạnh tận mắt nhìn thấy, bừa bộn quá. Bởi vì tôi thường xuyên đi công tác ở đó nên tôi không thể làm gì được. Tôi thà đi Thái Lan, Campuchia còn hơn. Tôi cũng đã từng đến Việt Nam. Tại sao báo chí nước ta luôn thích nói xấu với các nước khác? Ngày nay, tất cả các doanh nhân nước ngoài từ Trung Quốc đều đổ xô vào Việt Nam. Công nghiệp làm trẻ hóa đất nước và làm giàu cho người dân, Việt Nam sớm vượt qua Trung Quốc. Việt Nam bây giờ không nghèo, có một môi trường sản xuất tuyệt vời, cuộc sống của người dân ngày càng tốt lên. Thành thật mà nói, Việt Nam tốt hơn nông thôn Trung Quốc. Những ngôi nhà ở đây còn đẹp hơn những ngôi nhà ở vùng nông thôn Quảng Tây. Nông thôn Việt Nam từ xưa đến nay đều là biệt thự. Chuyện này không liên quan gì đến Foxconn, người ta gọi nước nghèo, nước giàu. Nhìn vào sự phát triển của nông thôn Việt Nam cũng không kém gì nông thôn Trung Quốc, thật ngưỡng mộ. Việt Nam phát triển tốt trong những năm gần đây và đây cũng là thành quả chúng ta học được. Hãy chờ xem, Foxconn của Việt Nam nhảy vọt. Nhiều công ty Mỹ, Nhật Bản đã chuyển đến Việt Nam. Nền kinh tế Việt Nam đang phát triển nhanh, diện tích đất đai của Việt Nam còn nhỏ nên việc đuổi kịp Trung Quốc là không phải không thể. Nông thôn Việt Nam rất giàu, thu nhập nhìn chung cao hơn chúng ta. Có vẻ như người dân bình thường ở Việt Nam vẫn sống cuộc sống rất hạnh phúc, không thua kém gì ở Trung Quốc. Một số vùng nông thôn ở Trung Quốc ngày nay không tốt bằng thế này. Việt Nam cũng sẽ là một nước sản xuất lớn trong tương lai, với dân số hàng trăm triệu người và chi phí lao động thấp. Điều duy nhất tôi ghen tị ở Việt Nam là quyền tự do đi lại mà không bị hạn chế về phương tiện đi lại. Đừng đánh giá thấp các nước nhỏ khác. Trung Quốc hiện đang bị Mỹ trừng phạt. Việt Nam chắc chắn sẽ vượt qua Trung Quốc trong khoảng 10 năm nữa, tôi không tin, cứ chờ xem. Nếu xu hướng này tiếp tục, rất có thể GDP bình quân đầu người của Việt Nam sẽ vượt Trung Quốc. Việt Nam có nhiều điều kiện thuận lợi, tài nguyên phong phú, vị trí chiến lược, con người Việt Nam cần cù, chịu khó. Như vậy là vừa rồi, mình đã cùng các bạn lướt qua một vài những comment của netizen Trung Quốc. Có rất nhiều ý kiến trái chiều, rất nhiều cuộc tranh cãi nảy lửa xoay quanh chủ đề này diễn ra. Mà đúng nhận sai cãi thế nào, hãy cùng lắng nghe một vài quan điểm của kênh để hiểu rõ hơn nhé. Những dòng bình luận đi vào lòng đất như vậy thật khiến người ta cười ra nước mắt. Đây cũng không phải là lần đầu mình đọc được những dòng bình luận xem thường Việt Nam. Cũng có rất nhiều người Trung Quốc hiểu biết công nhận đúng về Việt Nam chúng ta. Phần lớn họ khá ngạc nhiên bởi sự phát triển không ngờ của Việt Nam. Vậy mà nhiều người Trung Quốc vẫn nhìn bằng con mắt cổ hủ, cho rằng Việt Nam chỗ nào cũng lạc hậu, chỉ có Trung Quốc là tiên tiến hơn. Nói gì thì nói, mình thấy nhiều vùng ở nông thôn Việt Nam đã thực sự lột xác, thay ra đổi thịt rất nhiều. Tuy là nông thôn, nhưng cuộc sống ở đây nhiều khi còn tương đương với một số thành phố nhỏ và vừa. Nếu mà so với Trung Quốc thì chưa biết ai hơn ai đâu các bạn ạ. Chất lượng cuộc sống ngày càng được cải thiện và nâng cao. Một số vùng ở Việt Nam còn tốt hơn hẳn Trung Quốc, không thua kém gì Trung Quốc đâu. Đã có rất nhiều video của Loa Phường 4.0 mà người dân Trung Quốc ghen tị với cuộc sống của người Việt rồi đấy. Cuộc sống ở nông thôn có thể chưa giàu, nhưng sự bình yên và thoải mái thì không nơi đâu có được. Mình tin rằng
những video thực tế như này sẽ khiến cho người Trung Quốc phải thay đổi suy nghĩ về Việt Nam. Thời gian gần đây, báo chí và nhiều kênh truyền thông, mạng xã hội ở các nước Đông Nam Á đã có nhiều bài viết, video ngợi ca sự thay đổi vượt bậc của nông thôn Việt Nam. Phần lớn đều cho rằng, vùng nông thôn Việt Nam đang giàu đẹp và hiện đại hơn nhiều so với nông thôn ở Thái Lan, Philippines, Indonesia. Giữa năm 2022, báo điện tử Bangkok News của Thái Lan đăng bài viết Chính quyền địa phương ở Việt Nam liệu có đang tiến bộ hơn ở Thái Lan? Bài báo đã phân tích những nguyên nhân tại sao Thái Lan có nền kinh tế tổng thể mạnh hơn Việt Nam, GDP cao hơn Việt Nam, thu nhập bình quân đầu người cũng cao gần gấp đôi, nhưng các vùng nông thôn lại nghèo và kém phát triển bị nông thôn Việt Nam bỏ xa. Cảm ơn các bạn đã theo dõi đến giây phút này. Video của Loa Phường 4.0 đến đây là hết rồi. Hãy cùng chia sẻ ý kiến, quan điểm của bạn ở phần dưới comment nhé. Đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh để cập nhật những tin tức thú vị và hữu ích trong thời gian sớm nhất. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.